Hello anh em, hôm nay em xin tổng hợp lại tất cả các bộ rễ mai mà em đã tạo. Đây là bộ rễ mai sù Singapore mà em đã tạo được 2 tháng 10 ngày nè anh chị. Đó. Thì mình kết hợp với dòng thuốc kích rễ chiên cắt da bôi thuốc và xài cho mai phôi ha, sử dụng cho mai phôi, mai tứ quý, mai gừng. Đó. Thì đây là bộ rễ được 50 ngày. Đó. Thì từ ngày cắt da bôi thuốc cho tới ngày thứ 25 hoặc 20 ngày là anh chị khoa to cũng mai khoa hơi loãng ha, để mình tưới vô cho bộ rễ màng của mình nó mau lớn. Còn đây là bộ rễ được 1 tháng rưỡi nè anh chị. Đó. Nó bộ rễ lông nó quá trời luôn nè anh chị. Thì những cây mà mình cắt da bôi thuốc thì mình lựa cây nó hơi bự bự xung khỏe thì mình cắt da bôi thuốc nó ra rễ rất là mạnh nha anh chị. Anh chị thấy bộ rễ không? Quá trời bộ rễ. Rồi mình dùng to cũng mai 3 số 7 thì mình tưới vô thì cọng rễ này nó sẽ lớn lên ha, mau lớn. Đó. Anh chị thấy cái bộ rễ nó quá trời rồi. Còn đây là bộ rễ được 1 tháng 10 ngày nè anh chị. Đó. Đây là bộ rễ được 1 tháng 10 ngày. Còn đây là bộ rễ được 20 ngày nè anh chị. Đó. Hôm nay em tổng hợp tất cả các loại rễ theo từng giai đoạn ha, để cho anh chị nắm bắt được cái dòng thuốc và cái khâu chăm sóc ha. Đó. Thì như 20 ngày vậy là anh chị pha to củ mai tưới ha, pha hơi loãng loãng vô để tưới cho nó mau lên rễ ha. Rồi đây là bộ rễ được 15 ngày nè anh chị. Đó. Nó phúng đầu rễ ra hết rồi nè anh chị. Một khúc luôn, tại vì em không có quấn băng keo nha anh chị. Cây này rất là lớn, lớn hơn đậu đũa không ăn nha anh chị, rất là già. Cây này thì nhỏ hơn nhưng mà hoành gốc nó cũng bằng đầu đũa ăn ha anh chị. Cây này cắt đôn nha, cây cắt đôn. Còn cây này cây lớn. Anh chị thấy đã không? Anh chị xem một lần nữa cho vui ha. Có anh chị nào cần thuốc kích rễ để xài cho cây mai nó có bộ đế đẹp và to của mai 3 số 7 thì cứ alo cho em ha. Số điện thoại của em là 0765034579 để được em hướng dẫn tận tình ha. Dòng thuốc này làm rất là dễ làm ha, như thời tiết hiện tại là làm rất là đạt, rất là ok. Anh chị thấy cái bộ rễ không? Quá trời cái bộ rễ. Rồi mến chào anh chị ha, chúc anh chị luôn luôn được hạnh phúc và dồi dào sức khỏe, thành công mới trong năm 2024. Anh chị xem một lần nữa cho vui ha. Rồi, mến chào anh chị.